cư dân mạng đang vô cùng xôn xao trước vụ việc sốt dẻo trên mạng xã hội của một quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh có hình thức kinh doanh vi phạm đạo đức. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, đại diện quán lại lòi bản chất thật. Vừa mới đây, mạng xã hội liên tục xôn xao trước một quán cà phê hẹn hò có mô hình rất lạ. Theo rất nhiều bài viết và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, dịch vụ cà phê hẹn hò này ở thành phố Hồ Chí Minh bị nghi dùng gương một chiều để khách hàng nam có thể dễ dàng nhìn thấy khách hàng nữ ở phòng đối diện, trong khi từ phía khách hàng nữ thì chỉ là tấm gương chứ không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này sau đó đã khiến cho các cư dân mạng vô cùng phẫn nộ bởi nó tiềm ẩn những nguy cơ gây nguy hiểm cho phái nữ. Trước rất nhiều bài đăng như vậy, trên một tài khoản TikTok mang tên quán cà phê này vẫn liên tục xuất hiện những bài đăng khẳng định không làm gì sai trái. Tài khoản này cũng cho biết vào tối ngày 1 tháng 6 đã có những vị khách nữ đến quán và có trải nghiệm như bình thường. Một bài đăng của tài khoản này cho biết quán sẽ xóa tài khoản Google Maps, Facebook và Instagram cho đến khi làm việc xong với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong thời gian này, quán vẫn sẽ mở cửa đón khách bình thường, đồng thời sẽ thay đổi thành gương bình thường thay cho kính một chiều. Ở một bài đăng sau đó, tài khoản TikTok này cho biết vào tối ngày 1 tháng 6 vẫn có khách tới trải nghiệm bình thường. Phía quán cũng không hề giấu giếm việc sử dụng gương một chiều vì đã đăng tải hình ảnh, đồng thời trong video mà quán đăng tải trước đó cũng đã nói. Đặc biệt, dù bị tẩy chay dữ dội nhưng tài khoản này cho biết vẫn sẽ giữ nguyên kiểu kính một chiều này tới hết tháng 7, dù bài đăng trước nói sẽ thay. Sau khi xảy ra sự việc trên, đại diện quán cà phê đã lên tiếng trước truyền thông, người này cho biết sẽ có câu trả lời và giải đáp các thắc mắc trong thời gian sớm nhất. Đáng chú ý, ghi nhận vào trưa ngày 2 tháng 6, quán đã tạm đóng cửa, bảo vệ cho biết lực lượng chức năng hiện đang làm việc bên trong. Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo công an phường Bến Thành cho biết đã vào cuộc điều tra sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội. Cũng trong trưa ngày 2 tháng 6, công an phường Bến Thành phối hợp các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra quán cà phê trên. Vào thời điểm này, quán không có khách, chỉ có đại diện là chị HTAD, sinh năm 2003, ngụ quận 12, một người nước ngoài và 3 nhân viên của quán. Cho tới 15 giờ cùng ngày, các bài đăng trên kênh TikTok của quán vẫn được giữ nguyên nhưng khoảng hơn 1 giờ sau thì đã bị ẩn đi toàn bộ. Hiện tại, khi liên lạc lại với đại diện của quán thì người này không phản hồi nữa. TikToker C có 35,4 ngàn followers, là một trong số những người từng đăng clip review quán cà phê này, đã công khai đăng bài xin lỗi khi làn sóng phẫn nộ, phản đối chiêu trò của quán cà phê ngày một mạnh mẽ. C thừa nhận đã sai, xin lỗi mọi người, tháo clip review và tiết lộ đã liên hệ với phía quán cà phê để trả lại tiền review trước đó, vì tháo clip. Mình ẩn comment không phải vì mình làm sai mà không nhận hay chối bỏ trách nhiệm. Mình đã biết bản thân sai như thế nào khi lên bài review, cảm thấy có lỗi với tất cả follower của mình, những người đang thích mình. Mình cũng chưa từng mong bản thân lên xu hướng nhờ tai tiếng, lần này coi như là lần đầu cũng như lần cuối mình phạm lỗi này. Từ nay về sau bản thân mình sẽ xem xét kỹ các job review, mong mọi người giơ cao đánh khẽ cho lỗi lầm này của mình. Thành thật xin lỗi mọi người ạ, mình cũng đã xóa bài và đề nghị trả customer mà mình nhận review. Thực sự mình thấy rất áy náy với mọi người, xin nói.